Nam Khánh xin kính chào quý vị. Trong clip ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến quý vị hai cặp loa toàn giải của Technic, một chiếc Omni Peeler 535, một chiếc đồng hồ Citizen cực kỳ đẹp. Mời quý vị cùng nghe thử một đoạn em sẽ mở cái cặp loa Technic toàn giải Bass 12 cho quý vị cùng nghe thử. Em xin phép cho nhỏ đi một chút để giới thiệu đến quý vị chi tiết hơn về cái sản phẩm của ngày hôm nay. Trước mắt quý vị là cái cặp loa toàn giải Technic 10F10. Nó có cái kích thước của cái loa bass là 12cm các bác nhá. Đây, kích thước 12cm. Đấy, và màng là màng giấy, gân da lươn siêu mềm. Đấy, con này thì nó sản xuất cái màng này giống với cả màng của loa Fortech các bác nhá. Đấy, màng trắng. Còn Technic này thì nó ra mấy cái bản, đây là bản nhỏ nhỏ, còn nó sẽ có đời 16 và đời 20. Đấy, thì đây là cái đời 12cm. Là loa toàn giải củ nam châm to bằng mặt các bác nhá. Đấy, lón nhôm. Cái cặp loa này thì nó được mấy Nhật kit cho trong cái thùng gỗ lạng như này. Đấy, còn cái con hãng này thì họ bán cái củ loa thôi nhá, không bán cả thùng đâu các bác nhá. Đấy, đầy đủ lưới e căng. Đấy, giá của cái cặp này thì em cũng xin báo giá luôn để anh em tiện theo dõi, và mình có sở thích thì mình liên hệ cho Nam Khánh. Giá của cái con Technic 10F10 này 2.300.000 đồng nguyên như này cả thùng nhá. Thùng là em xin nhắc lại là thùng là thùng kíp Nhật nhá, chứ không phải là thùng zin của nó, bởi vì cái dòng này nó không có thùng đâu nhá. 2.300.000 đồng. Đấy, và tiếp theo đây thì là cái cặp Technic SB30. Cặp này là cái cặp loa cổ sản xuất từ những năm 1972 các bạn nhá. Các bạn có thể check cái Google về thông số của cái cặp này. Đấy, thì nó sở hữu một cái củ toàn giải 9cm. Đấy, màng giấy, nón nhôm, gân da lươn. Con này cũng là gân da lươn siêu mềm luôn. Đấy, lưới của nó đây, hàng nó là sản xuất rất là kỹ các bác nhá. Đấy, con này thì vỏ gỗ lạng của nó rất đẹp. Đấy, từ trước đến sau rất là sạch sẽ. Đấy, hàng rất là trau chuốt. Và cái giá của cái cặp Technic SB30 này bên Nam Khánh đang bán là 3.500.000 các bác nhá. Không có cái cớ vì sao mà thì nó lại nhỏ như này mà lại đắt hơn loa to. Đấy, thì tiếng của con này rất là hay, mặc dù rất nhỏ thôi, thích hợp những anh em để đầu giường, để hoặc anh em sưu tầm loa nhỏ, con này cực kỳ giá trị luôn. Đấy, 3.500.000 các bác nhá, 3.500.000 cho cái cặp Technic SB30 và 2.300.000 đồng cho cái cặp Technic 10F10 này nhá. Và tiếp theo thì em xin thanh lý cho anh em cái con Omni Peeler 535. Cho tắt cái này đi cho
để mở thử cho anh em cái con âm ly đánh vào cái cặp loa Kenwood kia nhé. Ngày tháng qua dần, tôi đi chinh chiến từ khi quê hương thống khổ, góp mòn phong thương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hải hùng, chiến trường là nguyên ca chinh chiến, vầm gạo biên trường vầng quân tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đêm thời gian trôi từ ngày đã đơn vì tôi hôn ba khắp miền thiên lâm chưa một lần. Và vì sao em lại nói là thanh lý chắc mi này cho anh em, thì con này nó hàng về thì nó không được đẹp lắm đấy, các bác có thể thấy nó có xước sát các cái vết cũ theo thời gian như này. Đấy. Thì em thanh lý cho các bác giá 2 triệu đồng cho chiếc âm ly Tiller A535 điện 100V, công suất của nó là 160W, đánh 4 sò than Toshiba to. Đấy, con này đánh tiếng rất hay nhưng vì nói chung là nó không được đẹp lắm thì em thanh lý cho anh em giá 2 triệu đồng. Đấy. Chứ còn con này của nó rất gấu, từ những cái dây nguồn các bác có thể thấy to như ngón tay nhá, cọc loa rất gấu. Đấy. Công suất của nó là 160W. Đấy. Công suất 160W nhá. Mã seri là 6687. Đấy. Rất nhiều đường cổng kết nối anh em có thể cắm thoải mái. Đấy. Line in này, follow này, tuner này, CD này. Cổng có cả cổng adapter dây Armenin này. Đấy. Và hai cổng cắm tép nhá. Cái con này thì nó có cái trở kháng của nó là rộng từ 4 đến 16 ohm và A cộng B thì 8 đến 32 ohm. Đấy, thì các bạn có thể thấy cái cọc loa của nó rất gấu, cọc rất to. Thanh lý cho các bác cái giá 2 triệu đồng cho chiếc âm ly Tiller A535 này. Anh em nào mà không quan trọng hình thức lắm, nói chung là giá rẻ thì mới đánh tốt thì xúc con này quá hợp lý luôn. 2 triệu đồng cho cái con 535 này. Đấy. Quánh 4 sò than Toshiba to nhá. Và tiếp theo thì giới thiệu đến các bác cái con đồng hồ Citizen cực kỳ khủng. Size 51cm, size rất to. Đấy. Và con này thì không biết là mấy anh Nhật anh ấy đóng kiểu gì mà cái con này nó nặng gấp đôi những cái con mà cùng trang lứa, ví dụ như mấy cái con tầm tầm như kia, nặng một nửa con này đâu. Con này nó rất là nặng. Hai bên này thì có hai cái chi tiết bằng kim loại để các bác ấy trang trí. Đấy. Con này nó rất nặng các bạn. Máy thì đẹp tuyệt vời luôn, nói chung là rất đẹp, rất mới. Hàng đấu giá trực tiếp từ Nhật về. Và cái máy của nó là máy bán tự động các bác nhá. Máy đồng bán tự động. Đấy, Citizen Japan. Toàn bộ cái bộ phận trong máy kia nó đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy. Hãng còn vàng óng. Chạy một quả pin chung. Đấy. Máy thì nguyên zin hết và hoạt động rất là tốt. Đây, có cả cái tem gì đây em quay cho các bác. Bác nào thạo tiếng Nhật thì đọc. Đây là cái model này, rồi là made in Japan này. Đấy. Mặc dù con này thì sản xuất cũng khá là lâu rồi nhưng mà còn rất là đẹp nhá. Em zoom lại cho nó led cái này, mờ mờ quá. Đó. Và con này là rất nặng các bác ạ. Rất nặng luôn. Size 51cm. Chạy rất tốt. Đẹp tuyệt vời luôn. Con này các bác có thể trưng bày thì tuyệt vời. Đấy. Rất nặng. Con này nó hơi tốn tiền cước một chút bởi vì là nó rất là nặng. Đóng thùng mà con này nó gần chục cân mà cái tiền cước của nó cũng hơi bị dã man. Đấy. Và cuối cùng thì cũng xin thông báo giá luôn với anh em cái chiếc đồng hồ Citizen size 51 này. Bên Nam Khánh đang bán là 2 triệu rưỡi nhá anh em nhé.
2,5 triệu cho cái chiếc đồng hồ Citizen size khủng 51cm, tổng thể cực kỳ đẹp luôn. Đấy, gần như là nó không có gì những cái xước sát đáng kể cả, chỉ là những cái nhỏ nhỏ kiểu mòn mòn sơn như này không đáng kể nhá. Đấy, giá 2,5 triệu cho cái con đồng hồ Citizen này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451459. Các bác đi qua mà chưa ấn nút đăng ký kênh thì xin vui lòng ấn nút đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng của Nam Khánh. Nam Khánh xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp các bác ở cái clip tiếp theo. Xin kính chào toàn thể các bác.